Cái này trước tiên là mình tẩy một lần trước nha. Tẩy một lần cho nó màu vàng vàng thôi là được rồi. Cái nhuộm này mình chia ra 3 giai đoạn nha. Cái đầu tiên là mình tẩy cái nền. Xong rồi để cỡ 15-20 phút gì á, mình xả. Xong rồi bước thứ hai là mình làm nhuộm màu đỏ, đỏ phía trên. Canh ở trên này đều thôi, còn ở dưới cái đường này không cần đều đâu. Cỡ tới đây thôi nha. Cỡ một cái phần ba thôi, một phần ba của này thôi. Đó là nhuộm đỏ. Làm mà cái khoảng này là chừa lại nha. Nhưng mà không phải là đều qua bên đây luôn, mà từ đây lớn nè, bắt đầu vô đây nhỏ nè. Nhỏ 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 lại nha. Phần dưới này mấy em mới tán ra nè, cho nó hơi lem với ở giữa. Hai bên này á, là mình canh cho nó đều theo cái viền tóc nha. Còn cái ở sau này á, ở dưới á, không có cần phải đều. Ở dưới là mình tán ra đại luôn nha. Không có đều nha. Ở dưới là không có đều. Tán cho nó lem ra.